chàng ốc già mến chào các bạn à, tiếp nối series là mỗi tuần một cái cuốn sách hay từ cái ứng dụng uh, blinkist đó mà chàng ốc già đã giới thiệu với các bạn thì hôm nay uh, chàng ốc già sẽ giới thiệu với các bạn tóm tắt cái cuốn sách nó có cái tựa là the, the great model uh, the great mental Models của tác giả sean paris và uh, rianon pobian ha thì uh, tiếng việt nếu mà dịch ra thì là uh, cái tựa của nó có nghĩa là À, các, cái mô hình, à, suy nghĩ, à, các cái mô hình suy nghĩ các cái mô hình suy nghĩ vĩ đại đã, tốt đó, tốt đó thì trong cái cuốn sách này thì hai tác giả tóm tắt cho mình à, chính cái cái mô hình à, suy nghĩ chính cái cách thức à, suy nghĩ mà nó giúp cho mình à, giải quyết được à, các cái vấn đề trong cái việc mà ra quyết định tốt hơn trong cái cuộc sống của mình theo tác giả đó vì sao mà chúng ta cần các cái mô hình à, suy nghĩ các cái mental models À, bởi vì sao? Bởi vì trong cuộc sống mà để mà giải quyết bất kỳ vấn đề gì đó Thì mình cũng cần có các cái công cụ, dụng cụ Đúng không các bạn? Ví dụ như muốn dặn một cái con, một con vít, ốc vít thì cũng phải có cái tục nó vít đúng không? Rồi muốn cắt cái gì đó thì cũng phải có dao, có kéo, rồi muốn làm bếp thì phải có những cái dụng cụ à, chuyên dụng cho 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 cái việc mà làm bếp. Để làm sao? Để làm cho nó nó hiệu quả hơn. Nó làm cho nó hiệu quả hơn. Thì Uh, cái các cái mô hình về uh, về 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 suy nghĩ đó nó giúp cho mình uh, ra các cái quyết định tốt hơn À, tốt hơn bởi vì sao bởi vì à, để mà ra quyết định đó thường thì chúng ta phải có nhiều cái cân nhắc giữa các cái lựa chọn khác nhau mình có nhiều cái lựa chọn khác nhau à, chính vì vậy mà khi mà mình có một cái mô hình về về suy nghĩ cái cách thức mà mình suy nghĩ các cái công cụ nó giúp cho mình suy nghĩ đó thì mình tốt hơn đó thì mình sẽ có cái xác suất thành công nó cao hơn hay là xác suất đạt cái kết quả nó tốt hơn bên cạnh đó nó còn có một cái ý quan trọng nữa là đó là mình phải có nhiều cái mô hình suy nghĩ khác nhau bởi vì nếu mà mình chỉ có ít cái mô hình suy nghĩ quá đó thì mình sẽ bị uh, bị phụ thuộc vào những cái mô hình suy nghĩ này và nhiều khi nó tạo ra những cái điểm mù uh, trong cái việc ra quyết định của mình bởi vì mình không biết hết tất cả các cái các cái tình huống khác. Đấy và chính vì vậy nó rất là nguy hiểm là nhiều khi rơi vào những cái tình huống những cái hoàn cảnh mà mình không có một cái mô hình thích ứng đó thì mình sẽ không không biết ra cái quyết định như thế nào và thường thì những cái hoàn cảnh những cái tình huống đó thường nó lại éo le mới chết chứ đúng không có nghĩa là không giải quyết được rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái một cái mô hình đầu tiên thì trong cái cuốn sách này hai tác giả đưa ra chính cái mô hình hay nhất quan trọng nhất thì cái mô hình đầu tiên nó gọi là mô hình là phải biết dùng cái bản đồ đó, phải biết dùng cái bản đồ bản đồ hay gọi là mapping hay là cái map đó thì vì sao bởi vì cái bản đồ thì nó đại diện cho những cái à, thực tế rất là phức tạp ha nhưng mà nó làm gọn lại nhẹ lại các bạn hình dung đi à, chẳng hạn như đi qua thăm paris mà hay là new york đi hay london london đấy một cái thành phố nó lớn như vậy nhưng mà khi mà mình cầm cái bản đồ đó thì mình cũng hình dung được rằng là a à, mình sẽ đi đến đâu những cái điểm nào mình cần đến à, để đi từ điểm a cho đến điểm b à, thì mình sẽ nên đi cái đường nào nó sẽ tốt chẳng hạn như vậy thì đấy là một cái cái ứng dụng của cái bản đồ và nó là cái cách thức nó làm cho mình à, cái mô hình mà mình mình suy nghĩ như vậy đó nó sẽ giúp cho mình giải quyết được vấn đề à, để tốt hơn có rất là nhiều cái à, ứng dụng về cái gọi là bản đồ trong trong cái công việc à, ví dụ những cái bạn mà làm lập trình đó thì biết rồi đúng không khi mà mình làm lập trình thì mình phải phải hình dung rằng là a à, cái kết quả cuối cùng là mình sẽ cần cái gì và mình cần đến cái đó thì mình sẽ cần những cái cấu phần những cái module nào đúng không và khi mà làm một cái dự án chung với nhau thì mình cũng cần biết rằng là cần những cái 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 input là gì ai tham gia vai trò là gì trong các cái dự án đó Uh, cái cái bản đồ này nó còn được sử dụng uh, ví dụ các bạn thấy các cái dự án startup đúng không các cái doanh nghiệp thì người thường người ta cũng sẽ có một cái roadmap để cho cho các cái nhà đầu tư người ta sẽ biết rằng là cái lộ trình anh sẽ đi như thế nào anh sẽ đi đến đâu trong cái thời gian tới vân vân uh, và có một cái nữa là cái bản đồ đã gọi là bản đồ thì nó sẽ không có chi tiết và các một số cái áp dụng khác nữa của bản đồ các bạn thấy đó ví dụ như đọc mình đọc cái tóm tắt báo cáo tài chính nè rồi các cái policy papers nghĩa là các cái các cái tóm tắt về chính sách thường những cái chi tiết nó có thể đến mấy trăm trang năm sáu trăm trang nhưng mà những cái bản mà tóm tắt đó thì thường nó chỉ có vài trang thôi một hai trang thôi đấy hoặc là chừng năm trang là tối đa đấy là những cái tóm tắt về chính sách và các bạn đọc các cái tóm tắt báo cáo tài chính cũng vậy thì nó sẽ không có cái cái chi tiết bên trong à, cái mà các bạn dễ hình dung nhất là cái bản đồ về gọi là bản đồ về 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 đất đai đúng không? Ví dụ bởi vậy mình mới thấy là có cái bản đồ là tỷ lệ chi tiết là là 1 phần 500 rồi 1 phần 5 ngàn rồi 1 phần 50 ngàn. Đấy, như vậy là cái cái mô hình về suy nghĩ đầu tiên đó là tập cho mình có cái suy nghĩ là theo cái tư duy bản đồ. Có nghĩa là phải À, mình 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 đơn giản lại ha, mình đơn giản lại làm sao cho à, cái vấn đề nó phức tạp nhưng mà nó được đại diện bởi một cái gì đó nhỏ gọn đơn giản hơn thì đó là cái cái cái, cái nguyên tắc thứ nhất cái công cụ thứ nhất à, về cái 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 suy nghĩ cái công cụ thứ hai à, hai tác giả này à, giới thiệu với 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 công chúng đó là phải nhận thức được cái vòng tròn năng lực của mình À, cái vòng tròn năng lực này thì những cái bạn mà làm đầu tư thì chắc là nhớ đến Warren Buffett đúng không thì ông hay nhắc đến cái này cái cái vòng tròn năng lực có nghĩa là mình phải biết được rằng là cái năng lực của mình uh, nó tốt nhất và nó có những cái giới hạn ở đâu cái chỗ nào là mình giỏi cái chỗ nào là mình uh, mình dở cái chỗ nào thì mình làm không được thì mình thuê ha mình làm không hiệu quả thì mình nên thuê ví dụ như là có những cái bạn À, rất là giỏi về chuyên môn, đấy. Nhưng mà nhưng, nhưng mà không có nhưng mà không có giỏi về tính toán nói chung là ghét cái con ghét chuyện số má lắm, à, ghét tính toán lắm. Thì ok, thì như vậy thì mình mình đi thuê à, đúng không? Mình đi thuê một những cái người chuyên viên về tài chính hoặc là mình thuê những cái người à, chuyên viên về kế toán để à, để mà giải quyết cho mình. Đấy. Nhưng mà có một cái vấn đề gặp phải trong cái chuyện mà nhận thức được cái À, giới hạn của cái vòng tròn năng lực của mình đó, đó chính là cái tôi, cái ego, cái cái tôi của mình nó lớn lắm và thường là cái cái ego này nó tạo ra một cái gọi là điểm mù hay còn gọi là đấy cái điểm mù hay là và cái góc chết đó và nó sẽ có những cái hệ lụy rất là rất là lớn đấy à, ví dụ như là có những cái à, doanh nghiệp không có biết được cái thế mạnh của mình À, ví dụ như là đấy à, chẳng hạn như là một cái doanh nghiệp à, đang có cái thế mạnh về về sản xuất kinh doanh đúng không nhưng mà thấy đầu tư chứng khoán nhiều lời nhiều quá thế là à, nhảy sang à, đầu tư chứng khoán đó, và và nhảy qua đầu tư chứng khoán thì trong vào không may trúng cái giai đoạn mà thị trường nó con gấu vã, thị trường nó xuống thì lúc đó lại là bị à, bị theo thua đúng không hoặc là ví dụ như là à, có những cái người mà quá tự tin vào cái khả năng của mình à, chẳng hạn các bạn biết là có những cái môn thể thao nguy hiểm đó và có nhiều người à, bị 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 chết hoặc là bị bị tai nạn là bởi vì họ quá quá tự tin vào cái khả năng của mình à, ví dụ như hàng năm và vẫn mọi người vẫn có những cái trường hợp tai nạn xảy ra À, khi mà cái những người mà mà đi leo núi hoặc chinh phục cái đỉnh núi Everest chẳng hạn nó rất là khắc nghiệt nó rất là khó khăn nhưng mà nhiều người cứ nghĩ rằng là mình sẽ à, sẽ làm được đó nhưng mà mà cũng đã có nhiều cái tai nạn à, xảy ra rồi à, cái mô hình à, hay là cái công cụ mà à, suy nghĩ thứ ba mà mà tác giả giới thiệu đó chính là giải quyết các cái à, vấn đề từ những cái nguyên tắc cơ bản những cái nguyên tắc đầu tiên của cái lĩnh vực đó có nghĩa là À, trong mỗi lĩnh vực đó nó sẽ có những cái nguyên tắc à, cơ bản đầu tiên là phải 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 áp dụng à, đấy Ví dụ như trong cái lĩnh vực sản xuất chẳng hạn những cái lĩnh vực à, chẳng hạn như hạt nhân đi thì cái yếu tố an toàn phải đặt ra hàng đầu chẳng hạn hoặc là ví dụ như trong lĩnh vực đầu tư tài chính thì cái yếu tố rủi ro là phải được đặt ra hàng đầu à, mà nhiều người không biết là cứ chỉ cứ nhắm đến là lợi nhuận là bao nhiêu mà không 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 nghĩ đến rằng là đầu tiên là mình phải tính toán là cái rủi ro của cái đầu tư đó nó là bao nhiêu đấy chẳng hạn như vậy. Và trong mỗi lĩnh vực thì nó nó có khác nhau. À, trong cuốn sách này đó thì tác giả lấy một cái ví dụ đó là cái câu chuyện là ở vào những cái năm 1970 đó, những cái nhà khoa học người ta nghiên cứu về cái chuyện gọi là là tiêu thụ thịt đó. Khi người ta thấy rằng là cái chuyện mà tiêu thụ à, thịt nó, nó 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 tăng lên và những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến cái việc mà tiêu thụ thịt à, thì sau đó người ta mới nghĩ rằng phát hiện ra là cái căn bản nhất trong cái 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 mà thúc đẩy cái nhu cầu tiêu thụ thịt đó hoặc là người ta ăn thịt vì lý do gì thì nó chỉ có à, cốt lõi ở vấn đề là cái cái vị ha, cái vị và cái mùi của cái thịt đó thôi. đó à, Cho nên là người ta không quan tâm đến là, là 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 không cần biết cái nguồn gốc của cái thịt đó luôn. Chỉ cần là nó đảm bảo được rằng là à, cái có cái mùi và cái vị của cái thịt đó là được và chính vì vậy mà nó đã thúc đẩy các nhà khoa học người ta nghiên cứu À, nghiên cứu ra cái thịt nhân tạo như bây giờ mà mọi người biết đúng không có nghĩa là họ hiểu được rằng là à, điều quan trọng nhất khi mà ăn thịt là có cái vị và cái mùi thôi và đó là một cái quá trình à, chuyển hóa à, chuyển hóa đường và axit amino thôi Và nếu và như vậy đấy là cái cốt lõi thì người ta chỉ cần giải quyết được cái vấn đề đó à, cho nên là à, cái cái cách mà cái mô hình mà suy nghĩ đó để giải quyết vấn đề đó là hãy tập trung vào các vấn đề cốt lõi À, cái nền tảng cái cái gốc rễ của cái vấn đề để để mà giải quyết chứ không giải quyết cái tìm cái cách mà giải quyết ở cái vấn đề ngọn có nghĩa là nguyên nhân cơ bản nhất và nguyên nhân sâu xa nhất đó của nhất à, của nó à, là cái gì à, thì thì mình giải quyết cái này thật ra thì à, à, thì nhiều lắm đúng không ví dụ như là um, một người mà chẳng hạn như à, muốn à, có cái nguyên nhân mà khiến một cái người nào đó vui hay buồn đấy thì nếu mà mình tìm hiểu được cái chính xác được cái nguyên nhân cái mấu chốt vấn đề mà khiến cho cái người đó vui hay buồn thì mình gãi đúng cái chỗ ngứa như vậy đó thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề rồi trong cái mô hình trong cái phương pháp thứ tư cái 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 công cụ mà gọi là để giúp mình đưa ra cái giải quyết vấn đề đó hay là đưa ra các quyết định đó đó là người ta đưa ra một cái phương pháp gọi là thực hành đảo ngược lại À, và trong cái phương pháp gọi là cái 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 inversion đẳng ngược lại đó thì nó có hai cái cách tiếp cận à, một cái cách tiếp cận đó là à, mình giả sử rằng cái vấn đề đó nó đúng à, và mình đạt mình muốn đạt được cái mục đích như vậy đó đó à, thì ngược lại thì mình cần cái gì để đi đến được cái đó À, lấy ví dụ như là bây giờ ví dụ như mình nói là mình muốn độc lập về tài chính mình muốn về tự do về tài chính mình muốn thành đạt mình muốn có địa vị mình muốn có uh, địa vị xã hội mình muốn có học vị mình muốn có uh, nhiều tiền vân vân thì sẽ đi ngược lại đi ngược lại là mình sẽ à, sẽ cần cái gì à, cần cái gì để mà mình đạt được cái đó đấy thì ví dụ như là à, muốn có học vị cao thì phải học Đúng không? muốn có học vị cao thì mình phải có bằng à, đấy phải học xong cử nhân, phải học thạc sĩ, phải học tiến sĩ, phải làm à, phải làm phó giáo sư, phải làm giáo sư. À, còn nếu mà muốn à, có cái địa vị trong xã hội thì mình phải có những cái thăng tiến. À, và thăng tiến thì trong mỗi lĩnh vực nó có thể thăng tiến khác nhau, có thể là đi con đường chính trị hoặc là đi con đường kinh doanh, hoặc là đi theo con đường chuyên môn nghề nghiệp mà trong cái, cái 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 ngành nghề của mình để mà mình lên những cái nóc thang cao hơn, đấy vân vân như vậy đấy hoặc là ví dụ như muốn có nhiều tiền thì phải sao thì phải phải tăng cái thu nhập lên rồi phải biết tiết kiệm rồi từ cái tiết kiệm nó phải đầu tư để cho tiền nó đẻ ra tiền thì đấy là cái cách cái cách tư duy cái cách tư duy nó giúp cho mình có một cái công cụ tư duy như vậy để mà mình giải quyết được vấn đề và mình ra cái quyết định tốt hơn trong cái cuốn sách này đó thì họ lấy một cái ví dụ đó là vào năm 1920 để lúc đó thì có một cái cái hãng thuốc lá của Mỹ đó người ta muốn bán cái thuốc lá cho phụ nữ à mà lúc đó thì phụ nữ thì chưa có hút nhiều thì bây giờ làm sao mà để mà marketing được được cho 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 phụ nữ hút thuốc thì lúc đó có một cái ông tên là Edward Bernays thì ông này ông này gọi là ông trùm của của gọi là về public relation rồi về marketing đó thì ông mới ông mới phát hiện ra một điều rằng là à, mình hãy giả sử rằng là phụ nữ đi hút thuốc đi à, phụ nữ hút thuốc là cái chuyện đúng cái chuyện chuyện phổ biến và như vậy rằng là cần cái gì lùi lại một chút xíu là cần cái gì để phụ nữ hút thuốc phụ nữ hút thuốc vì lý do gì à, và ông phát hiện ra là phụ nữ hút thuốc là họ bị vì họ muốn được xã hội chấp nhận và họ họ muốn làm cái chuyện hút thuốc đó à chính vì vậy mà bắt đầu cái ông Edward Bernay này tư vấn cho cái công ty thuốc lá Mỹ đó là bắt đầu chạy các cái campaign các cái chiến dịch quảng cáo đó là nói rằng là thuốc lá là thay thế cho cái món tráng miệng sau bữa ăn đó rồi à, thuốc lá là đại diện cho 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 một cái sự độc lập rồi, thuốc lá là như là một cái ngọn đuốc của tự do vân vân thì đấy là những cái mà phụ nữ người ta cần đó và và thông qua cái điếu thuốc à, thông qua cái việc hút thuốc đó thì cái người phụ nữ người ta đạt được những cái đó và đấy là cái sự thành công à, trong cái cái chiến lược mà marketing và 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 nó khiến cho à, cái việc mà hút thuốc lá ở phụ nữ tăng đấy à, nhưng mà mở ngoặt nha cái này thì không không tốt đúng không bán công ty thuốc lá thì thành công bán được nhiều thuốc à, nhiều phụ nữ thì hút thuốc hơn nhưng mà à, thật ra thì à, cũng không không tốt lắm đúng không nó chỉ tốt cho công ty à, thuốc lá thôi à, mà thật ra thì phụ nữ bên tay hút thuốc nhiều lắm nha các bạn rất là nhiều rất là nhiều rồi à, bây giờ mình sẽ đến cái phương pháp thứ để mình đếm lại nha một hai 3, bốn bây giờ là phương pháp thứ năm trong cái phương pháp thứ tư nữa thì à nó cũng có một cái cách tiếp cận nữa là ngược nhưng mà mình đặt cái à, cái kết quả là xấu hồi nãy đó cũng là cái inverse ngược lại nhưng mà mình đặt cái kết quả là tốt thì ngược lại là mình cần cái gì thì cái cách tiếp cận thứ hai cũng của phương pháp này đó là mình đặt cái kết quả là nó xấu đấy à, để để giả sử ngược lại rằng là cái gì nó dẫn đến cái xấu ví dụ như chẳng hạn như là tại sao một người nghèo một người nghèo à, đấy tại sao mà mình nghèo tại sao thì mình dở chẳng hạn như vậy tại sao mình không thành công thì sẽ ngược lại đi như thế sẽ tìm được cái lý do ví dụ như là à, một người mà bị có cái problem về tài chính à, ví dụ như mặc dù là thu nhập rất là cao nhưng mà vẫn luôn có cái vấn đề về tài chính thấy thiếu một tiền thì vẫn làm thu nhập thì vẫn, vẫn 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 ngon so với nhiều người nhưng mà cái đụng đến là thấy thiếu tiền và lúc nào cũng thấy có cái vấn đề về về tài chính thì lúc đó đi ngược lại là vì sao như vậy à bởi vì là chi tiêu không có kế hoạch à bởi vì là xài phung phí đúng không rồi không có kế hoạch tài chính vân vân đấy thì trong trường hợp đó mới tìm ra các cái lý do để nó dẫn đến cái tình trạng nó không không tốt nó xấu và như vậy trong trường hợp đó là mình phải né tránh thì đấy là cũng là một cái cách à, cách tiếp cận rồi à, cái phương pháp thứ sáu để mà trong cái cái mô hình tư duy để mà giúp ra quyết định tốt hơn đó là hãy thử nghiệm các cái cái cái, cái suy nghĩ à, mình test các ý tưởng nhưng mà mình test nó nó trong đầu thôi để mà mình làm sáng tỏ các cái, cái suy nghĩ của mình thì trong cái cuốn sách này người ta đưa ra một cái ví dụ chẳng hạn là à, hãy thử suy nghĩ rằng là tiền nó không là một cái gì đó quan trọng nữa Đấy, ví dụ như là mình hãy thử rằng là đến một lúc nào đó tiền nó không còn là quan trọng với mình nữa thì mình sẽ làm gì đó ví dụ như là mình có thể là không đi làm nữa đúng không hoặc là mình đấy mình tiền không quan trọng nữa thì mình không đi làm chỉ làm những cái gì mình thích thôi hoặc là mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình cho bạn bè hơn hoặc là dành cho bản thân mình nhiều hơn à, những cái chuyện gì mà trước kia mình chưa làm được ví dụ như là à, học một cái nhạc cụ nào đó hoặc là <laughs> hoặc là, hoặc là à, đi đến một cái nơi nào đó vân vân À, thì đấy là cái cách mà nó, nó giúp cho mình rằng là tự tưởng tượng thôi mình mình suy nghĩ ra mình tưởng tượng à, để mà mình test các ý tưởng đó của mình rồi cái phương pháp uh, thứ bảy uh, đó chính là mình uh, suy nghĩ rằng là uh, cái kết quả tiếp theo sau đó là gì à, tiếng anh nó gọi là second order thinking à, à mà trong tiếng 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 tiếng, uh, tiếng 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 anh nó hay nói là so what đó rồi sao nữa rồi sao à, tiếng pháp thì nó gọi là error Dialogue. có nghĩa là đó rồi sao có nghĩa là mình hãy tập nghĩ thêm một cái bước nữa rằng là nếu có cái đó nếu cái chuyện đó nó xảy ra rồi thì sao nữa đúng không à, ví dụ như là các bạn thử hình dung đi à, nhiều người muốn có một cái ngôi nhà rất là đẹp rất là to nhưng mà cái này nó giúp cho mình à, một cái mô hình mà mình 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 suy nghĩ nè ví dụ như mình muốn có một căn nhà thiết là to thiết là rộng đó một cái vườn thiết là rộng rồi xong suy nghĩ tiếp theo đến lúc dọn dẹp thì sao đúng không à, chẳng hạn như là những cái lúc mà mình 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 có người mình thuê họ đến dọn dẹp thì được còn có những cái lúc mà cái người dọn dẹp không có đến thì sao đấy thì lúc đó mới mới thấy được cái vấn đề đúng không đấy chẳng hạn như là hoặc là ví dụ có cái vườn rất là rộng nhưng mà đến lúc cắt cỏ thì sao đó hoặc là ví dụ như mình mong ước là mình có một chiếc xe à, rất là xịn rất là sang chẳng hạn nhưng mà có nó rồi là sao đó ví dụ như là phải khư khư giữ nó kỹ cho nó đúng không sợ bị uh, va quẹt trầy xước đồ này nọ đúng không có thêm như vậy là khi có một cái gì đó thì cái nó có dẫn đến một cái kết quả nào khác hay không một cái hệ lụy hay là một cái phiền toái gì khác không thì nếu mà mình tập suy nghĩ như vậy đó nó sẽ 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 tốt hơn rất là nhiều để giúp cho mình ra cái quyết định tốt hơn hoặc là ví dụ như các bạn đang phải phải khó khăn uh, mình phải đang cố gắng một cái gì đó À, thì mình hãy nghĩ tiếp cái bước tiếp theo là, đấy thì khi mình thành công thì mình sẽ được như thế nào đấy ví dụ như bây giờ mình thấy mình đang học hành làm việc rất là vất vả đúng không mình phải uh, chắc chiêu đồ này nọ nhưng mà hãy nghĩ đến cái cái kết quả sau đó là nó sẽ tốt hơn a à, mình đạt được cái mục tiêu tài chính của mình là mình có thể mua được cái ngôi nhà đầu tiên của mình nè hoặc là mình có thể có được một cái bằng cấp gì đó nè hoặc là mình làm được một cái việc gì đó nè thì đấy là cái cách suy nghĩ mà cái phương pháp tư duy à, nó giúp cho mình ra cái quyết định tốt hơn đó là hãy nghĩ thêm một bước nữa nghĩ thêm một cái bước nữa à, sau cái chuyện đó rồi thì nó sẽ cái kết quả tiếp theo nó sẽ là gì cái đấy nó gọi là second order thinking rồi một cái phương pháp tư duy tiếp theo mà nó giúp trong cái mental model nó giúp cho mình à, ra cái quyết định à, tốt hơn đó chính là dùng cái xác suất trong trong suy nghĩ à, dùng cái xác suất trong suy nghĩ có nghĩa là mình phải hiểu được rằng là cái khoa học của cái xác suất à, nó giúp cho mình ra cái quyết định rất là nhiều ví dụ như mình nghe à, à, máy bay à, có cái tai nạn máy bay à, thì thì đừng không phải là vì cái tai nạn máy bay mình nghe mà mình sẽ sẽ sợ nó rằng đi máy bay nó nguy hiểm hơn các cái phương tiện giao thông khác trong khi đó theo thống kê thì rõ ràng rằng là cái xác suất để mà tai nạn máy bay nó thấp hơn rất là nhiều so với cái xác suất à, tai nạn giao thông đường bộ chẳng hạn khi mà mình đi ô tô thì cái xác suất mà xảy ra cái tai nạn đó ở ở trên 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 đường đó nó sẽ cao hơn là dùng cái máy bay chẳng hạn. Rồi có một cái nữa là ví dụ như là xác suất uh, chơi 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 gambling, chơi đánh bài ở trong casino đó. Ví dụ như một cái trò chơi mà mà xác suất là nó là 50 50. Thì mỗi cái lần chơi thì nó đều như vậy, cái xác suất lặp lại nó đều là 50 50. À, nhưng mà với cái nhiều người đánh bài nó có một cái tâm lý rằng là mình đã thua năm lần rồi thì lần tới chắc chắn sẽ thắng ví dụ như là chơi tài xỉu đó đặt đặt cái tài năm lần mà nó ra xỉu hết năm lần rồi thì nghĩ là lần tới nó sẽ nó sẽ ra tài tiếp tại vì đã nghĩ là nó đã ra xỉu năm lần rồi nhưng mà nhưng đấy là lần thứ sáu hay lần thứ bảy nếu mà xui nữa thì, thì đến lúc nữa thì nó vẫn xỉu tiếp thôi nhưng mà thật ra về mặt xác suất nó là như nhau cái, cái để mà cái 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 biến cố đó nó, nó xảy ra thì xác suất nó vẫn là như nhau thì đó là lý do là khi mà mình hiểu được à, cái cái xác suất của một cái biến cố một cái sự kiện nào đó nó xảy ra đó, thì lúc đó là mình sẽ ra cái quyết định nó tốt hơn đó hoặc là ví dụ như là đón taxi đi à, đón taxi khuya rồi đón taxi ở trong thành phố taxi chẳng hạn trong thành phố nó có hai hãng taxi thôi À, nhưng mà ví dụ như taxi trắng với lại taxi vàng đi à, mà cái số lượng xe taxi trắng là nó chiếm tới à, à, 2 phần ba đi nó chiếm nhiều hơn cái taxi vàng đúng không nhưng mà khi mà mình đón taxi đó à, mình thấy à, mình thấy cái cái, cái, cái taxi trắng à, nó chạy qua à, thì mình là mình thích taxi vàng đấy nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là lần tới nó sẽ có cái taxi vàng nhưng mà không bởi vì khi mà cái số lượng taxi trắng nó nhiều hơn thì cái xác suất mà mình bắt gặp cái, cái chiếc xe taxi trắng đó, nó vẫn là nhiều hơn cái taxi vàng và nhiều khi là mình cứ chờ như vậy thì là là mình bị lỡ chuyến lỡ công việc của mình luôn thì đấy là một cái ví dụ về và trong các cái suy nghĩ là mình nên dùng cái cái xác suất và để cuối cùng À, thì à, cái phương pháp mà tư duy để giúp ra quyết định tốt hơn thì là trong cái cuốn sách này hai tác giả đưa ra hai cái hai cái hai cái triết lý ha hay là hai cái nguyên tắc của Ockham nó gọi là uh, Ockham Razor và long Razor thì hai cái này nó hơi ngược nhau một chút thì cái triết lý của Ockham đó thì nói rằng là khi mà mình đối mặt với lại cái lựa chọn của hai cái vấn đề à, có hai cái giải pháp chứ để giải thích cho một cái vấn đề nào đó nó có hai cách giải thích À, thì 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 cái cách giải thích nào mà càng đơn giản đó thì nó là dễ đúng hơn. À đó là đó là cái nguyên tắc của của khem Có nghĩa là đấy à, ví dụ như sao nhỉ? À, mình có một người rằng là à buổi sáng dậy thì nghĩ rằng là mình 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 bị mệt đi. Mình bị mệt thì lúc đó là mình sẽ nghĩ rằng là mình bị bị cảm sốt hay bệnh gì đó đúng không? Thì cái lý do là giải thích vì sao mà mình bệnh thì lúc này trong trường hợp này là mình có thể là bị số có thể là bị bị à, gì đó nhưng mà nghĩ một cách đơn giản nhất là mình 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 bị mệt thôi đúng không thì đấy là cái cách mà mình làm sao mà cái cách giải thích nào mà một trong hai cách đó nó nó đơn giản hơn thì lúc đó là nó dễ đúng hơn một cái ví dụ rõ ràng hơn là trong cuốn sách đi trong cuốn sách người ta nói rằng là nếu một người bạn của mình mà đến cái buổi tiệc cái hẹn hò với mình mà bị trễ đó hẹn với mình mà đến trễ đó đó thì lý do là gì thì đương nhiên có thể nghĩ rằng đó là tai nạn đúng không à có nhiều cái cách giải thích nhưng mà nếu mà giải thích vì tai nạn lúc đó nó sẽ có nhiều cái biến biến số hơn để giải thích đúng không ví dụ người này bất cẩn hoặc người khác bất cẩn gây ra tai nạn vân vân nhưng mà nhiều khi rất là đơn giản bởi vì cái người này lo làm cái gì đó quên nhìn đồng hồ quên giờ thôi thì đấy là cái cách mà nếu mà để có nhiều cái cách giải thích cho một cái câu chuyện một vấn đề thì cái cách giải thích nào đơn giản nhất thì cái cách đó lại là, là dễ dễ đúng nhất và và tốt nhất ngược lại với lại cái cam uh, razor thì đó chính là cái hanlon uh, hanlon razor thì uh, hanlon razor nói rằng là uh, khi mà cái cái việc gì đó nó xảy ra đó mà mà nó uh, nó nó không tốt đó uh, thì nhiều khi là bởi vì cái người mà mà tạo ra cái cái biến cố đó cái sự việc đó bởi vì là họ họ làm sai là bởi vì họ họ không biết chứ họ không có cái ý xấu đâu và cái này là một cái cách suy nghĩ về về trong cái tư duy về cái tinh thần nó rất là tích cực có nghĩa là khi một cái người nào đó làm sai làm lỗi thì nếu mà nhìn theo cái hướng tích cực đó là bởi vì người ta có cái năng lực hạn chế hoặc là người ta là một cái tai nạn hoặc là người ta uh, thiếu đấy người ta nói là đấy thiếu một cái có cái năng lực hạn chế chứ không dùng cái từ là stupid uh, thì thì như vậy rằng là và và hoàn toàn là người ta không có cái cái ý đồ xấu ha thì đấy là cái nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì là tập suy nghĩ như vậy thì là cái cái việc mà ra quyết định của mình nó sẽ sẽ tốt hơn à, tránh những cái trường hợp là ví dụ nó xảy ra những cái trường hợp là mình sẽ à, nổi cấu lên cọc tính lên đúng không à, thì đấy là đấy là tóm tắt các cái à, gọi là các cái mô hình các cái mental models các cái mô hình tư duy các cái mô hình suy nghĩ à, nó giúp cho mình ra cái quyết định tốt hơn à, và và để tóm lại thì à, trong cái cuốn sách này à, sun paris và và ryanon Uh, Bobian đó uh, đưa ra. chính cái nguyên tắc thật ra thì nó có rất là nhiều nguyên tắc. Uh, nếu mà có rất là nhiều cái công cụ về trong tư duy, uh, nếu mà càng mình, đương nhiên là mình càng biết nhiều thì càng tốt thôi. Nhưng mà tóm tắt trong cuốn sách này thì nó có chín cái 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 công cụ như vậy. Uh, để chốt lại công cụ đầu tiên là mình còn có là mình phải có cái bản đồ. ha Cái thứ hai là mình phải giải quyết cái vấn đề từ gốc rễ của nó. Rồi cái thứ ba là mình phải thực hành uh, đảo ngược lại, lùi lại là để có cái kết quả đó thì cần À, cần có những cái input là gì những cần những cái điều kiện cần và đủ là gì rồi, cái thứ tư là mình phải thử nghiệm các cái cái ý tưởng trong đầu của mình mình test trước ha à, cái thứ năm là mình phải tập cái suy nghĩ rằng là rồi sau đó nó xích như thế nào đó cái gọi cái đó nó gọi là second order thinking Đó nghĩa là tiếp theo rồi rồi nó sẽ là như thế nào à, cái thứ sáu là mình cần phải có cái dùng cái xác suất trong suy nghĩ của mình ha rồi mình cũng phải biết là à, cái nguyên tắc của ockham à, cũng như là cái nguyên tắc của hanlon rồi à, chàng ốc già cảm ơn à, các bạn rất là nhiều ha đấy là chia sẻ về một cái cuốn sách thì thấy chàng ốc già cố gắng là mỗi tuần có rất là nhiều sách hay à, trên cái ứng dụng à, blinkist này à, và nó là tóm tắt thôi à, nhưng mà khi mà mình thấy các cái ý này nó hay đó thì lúc đó là mình có thể mua một cái cuốn sách à, đầy đủ luôn để mà mình đọc à, tuy nhiên thì những cái vấn đề mà cốt lõi đó à, mình không có nhiều thời gian thì mình có thể nắm bắt những cái ý chính của cái cuốn sách cuốn sách này à, và như vậy đây là cái cuốn sách tuần thứ hai ha à, tuần thứ hai mà chàng ngốc già mến chia sẻ đến các bạn à, chàng ngốc già sẽ cố gắng đấy trong tuần à, sẽ mỗi tuần là một cái tóm tắt cuốn sách như thế này cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn lại gặp lại các bạn trong cái episode tiếp theo nha mến chào các bạn